Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng lắng nghe thông tin dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Tây Ninh cập nhật từ 18 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2021 đến 6 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2021. Tây Ninh ghi nhận 93 ca dương tính với SARS-CoV-2. Phân theo yếu tố dịch tệ, test dương sàng lọc 61 ca, F1 truy vết 3 ca, cách ly tập trung 29 ca, phân theo nơi cư trú, ngoài tỉnh 5 ca thị xã Trắng Bàng 35 ca, trong đó An Tịnh 24 ca, Đông Thuận 1 ca, Lộc Hưng 10 ca, thị xã Hòa Thành 24 ca, trong đó Long Thành Trung 17 ca, Long Thành Nam 7 ca, huyện Gò Dầu 13 ca, trong đó thị trấn Gò Dầu 2 ca, Bầu Đôn, 1 ca, Phước Đông 2 ca, Phước Trạch 5 ca, Hiệp Thành 1 ca, Phước Thành 2 ca, thành phố Tây Ninh 13 ca, trong đó Hiệp Ninh 1 ca, Ninh Sơn 1 ca, Ninh Thành 4k, phường 1 2k, phường 4 1k, Tân Bình 1k, Thành Tân 3k, huyện Châu Thành 2k, trong đó Thanh Điền 1k, Trí Bình 1k, huyện Dương Minh Châu 1k, ghi nhận tại xã Phan. Lưu ý, những ca dương tính hiện đang được ngành y tế điều tra truy vết, vì vậy sau khi kết thúc điều tra, thông tin địa chỉ có thể thay đổi. Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp khó lường, mỗi người dân được yêu cầu ai ở đâu thì ở đó để khống chế triệt đệ các đứt nguồn lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, chấp hành nghiêm quy định về giãn cách, tuyệt đối tuân thủ và thực hiện đầy đủ các biện pháp 5K, các hướng dẫn của Bộ Y tế. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Cài ứng dụng Tây Ninh Smart để nhận thông tin cập nhật nhanh chóng chính xác hơn về tình hình dịch bệnh tại địa chỉ hoặc qua web ttv 11 com vn Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất đến quý thính giả trên kênh youtube Tây Ninh TV Audio. Thân mến, chào tạm biệt.